Chào tất cả các em đã quay trở lại với tiết học vẽ của cô Ngọc. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn với lớp của chúng ta học mỹ thuật lớp 1. Và trước khi chúng ta đi vào bài mới, chúng ta sẽ cùng vào phần khởi động. Các em cùng nghe và hát theo cô nhé. Các em vừa nghe và hát bài gì nào? Đó là bài hát Ba Ngọn Nến Lung Linh. Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là nơi có những người thân yêu nhất của mình. Và ngày hôm nay cô trò của chúng ta sẽ cùng học với nhau chủ đề số 12, Em và những người thân yêu. Và với bài học này, các em cần chuẩn bị cho cô màu vẽ, giấy vẽ, kéo, keo, vân vân. Và ở bài học này chúng ta có những mục tiêu như sau: nêu được những hình ảnh và màu sắc trên bức tranh, phát triển được kỹ năng phân tích và đánh giá sản phẩm mỹ thuật, thể hiện được bức tranh có cùng nội dung, chủ đề với tác phẩm được xem. Cuối cùng là giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. Và bây giờ cô trò của chúng ta sẽ cùng đi vào phần 1, đó là tìm hiểu. Chúng ta cùng quan sát hình 12.1. Ở đây chúng ta có hai hình. Hình thứ nhất đó là tranh đón bà, thứ hai đó là tranh mẹ tắm cho bé. Bây giờ cô trò của chúng ta đi vào từng tranh để quan sát và trả lời câu hỏi nhé. Thì ở bức tranh đầu tiên đó là tranh đón bà. Người ta hỏi là trong tranh 1 có những hình ảnh gì? Hình ảnh nào là chính? Hình ảnh nào là phụ? Thì theo các em đã quan sát thì chúng ta thấy trong tranh 1 có hình ảnh các cháu đang đi đón bà đi chợ về. Và hình ảnh bà cháu đó là hình ảnh chính. Còn những hình ảnh phụ đó là cây cối, cảnh vật thiên nhiên ha. Và bây giờ cô trò của chúng ta cùng đi qua câu hỏi tiếp theo. Đó là màu sắc được sử dụng trong tranh như thế nào? Những màu nào là màu đậm và màu nhạt? Thì màu sắc ở trong tranh được sử dụng rất là tươi sáng, rực rỡ, làm cho bức tranh thêm sinh động. Và những màu đậm đó là màu xanh dương, màu đen, màu tím. Và những màu nhạt đó là màu vàng, màu trắng, màu xanh lá, vân vân. Và bây giờ cô trò của chúng ta sẽ đi qua tranh thứ hai, đó là tranh mẹ tắm cho bé. Thì với câu hỏi như sau: các nhân vật trong tranh 2 đang làm gì? Ở đâu? Hình ảnh nào là chính? Hình ảnh nào là phụ? Thì sau khi các em đã quan sát, các em thấy là trong tranh có hai nhân vật, đó là
hai mẹ con. Và mình thấy là hình ảnh của người mẹ đang tắm cho con của mình ở trong phòng tắm. Và hình ảnh chính đó là chính là hai mẹ con, và hình ảnh phụ là những đồ vật ở trong phòng tắm ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu hỏi tiếp theo, đó là nội dung của bức tranh nói lên điều gì? Màu sắc trong tranh được vẽ như thế nào? Thì như các em thấy đó, chúng ta thấy hình ảnh mẹ đang tắm cho em bé được thể hiện rất là sinh động và mang lại cảm xúc cho người xem về tình cảm của người mẹ dành cho con của mình. Còn về màu sắc thì mình thấy là màu sắc trong tranh tươi vui, hài hòa với các độ đậm nhạt khác nhau. Và trong hai bức tranh, em thích bức tranh nào nhất? Vì sao? Các em suy nghĩ và có câu trả lời cho riêng mình nhé. Bây giờ thì cô trò của chúng ta cùng đi qua phần 2, đó là cách thực hiện. Thì đầu tiên các em phải biết rằng em sẽ vẽ những người nào trong gia đình của mình và các nhân vật đó đang làm gì, ở đâu. Em vẽ hình ảnh nào trước, hình ảnh nào sau. Cuối cùng là chúng ta sẽ vẽ màu. Và bây giờ các em sẽ cùng cô xem video hướng dẫn nhé. Thì ở đây cô sẽ hướng dẫn cho các em cùng nhau vẽ một cái hình ảnh gia đình. Thì đầu tiên các em sẽ xác định mình vẽ những nhân vật nào. Thì ở đây cô sẽ vẽ gia đình, người cha, người mẹ và hai đứa con. Và ở đây cô sẽ vẽ những cái hình tròn tương ứng với những cái đầu của nhân vật để cân đối cho bức tranh của mình nó không bị lệch về một bên. Thì cô sẽ chia ra, cô vẽ người cha trước, sau đó cô sẽ vẽ tiếp người con trai đang nắm tay bố của mình. Các em cứ vẽ từng bộ phận chi tiết từ trên xuống dưới ha. Mình vẽ phần đầu, phần tóc, lỗ tai, mắt, mũi, miệng. Tiếp theo mình vẽ cổ, quần áo ra và vẽ tay chân vào, trang trí những cái trang phục. Vậy là xong. Cứ như vậy các em vẽ tiếp cho người mẹ của mình, cũng bắt đầu từ trên xuống dưới vẽ khuôn mặt. Mình nắm được những cái đặc điểm của từng nhân vật trong gia đình của mình. Ví dụ mẹ của mình thì tóc dài hơn, ba thì tóc ngắn, em của mình, anh của mình như thế nào. Mình nhớ lại để mình vẽ ha. Thì như vậy là mình đã vẽ được những cái hình ảnh chính, đó là gia đình, ba mẹ và các con. Tiếp theo bây giờ mình sẽ vẽ những hình ảnh phụ, đó là có thể là cây cối, mây, ông mặt trời, nhà cửa, vân vân. Trang trí thêm những cái bụi hoa cỏ xung quanh ha, thiên nhiên tươi đẹp. Sau khi chúng ta vẽ xong thì chúng ta sẽ qua phần vẽ màu. Thì ở phần vẽ màu các em sẽ chọn những cái màu tươi sáng rực rỡ để tô lên những cái hình ảnh chính, các nhân vật ha các em ha. Nhớ là mình tô màu tóc màu đen là màu cuối cùng. Mình cứ tô những cái trang phục cây cối này chia trước ha, chừa tóc màu đen mình tô cuối cùng để nó không bị lem dơ vào những cái màu khác. Khi các em tô thì các em tô gọn ở trong hình, tô cho đều màu, không để lem ra những cái chỗ nào nó còn khoảng trắng thì các em lắp cho đều màu thì cái bức tranh của mình nó mới đẹp được.
Và các em lưu ý là khi mà mình tô màu, mình chọn những cái màu hình ảnh chính, chi tiết, màu tươi sáng, màu nổi bật, màu đậm thì mình tô màu nền là màu nhạt. Và ngược lại, các em tô những hình ảnh chi tiết màu nhạt thì mình tô màu nền là màu đậm, để cho bức tranh của mình nó nổi bật và nó đẹp hơn nha các em. Thank you.
Và cuối cùng bây giờ chúng ta sẽ tô tóc màu đen ha các em ha. Nhớ màu đen chúng ta sẽ tô cuối cùng. Vậy là cô đã hướng dẫn xong cho các em vẽ một bức tranh về gia đình của mình rồi đó. Và trước khi chúng ta đi vào vẽ bài thì các em cùng tham khảo các sản phẩm của các bạn nhé. Các bạn cũng đã vẽ về gia đình và những người thân yêu của mình. Rất là đẹp, rất là phong phú và đa dạng đúng không nào? Và bây giờ các em sẽ đi qua phần thực hành, đó là các em hãy vẽ tranh chủ đề em và những người thân yêu và vẽ màu theo ý thích nhé. Và sau khi các em đã vẽ xong, các em nhớ chụp hình lại và gửi lại cho cô để cô và các bạn cùng tham khảo nhé. Thì tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Kính chúc quý thầy cô giáo và các em vui, khỏe. Các em cũng đừng quên bấm like và bấm đăng ký kênh cho cô để tiện theo dõi những video mới tiếp theo nhé.